Hát then, đàn tính của người Tày, di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Những điệu then say mê trầm bổng như mở ra cả một không gian núi rừng mênh mang, hùng vĩ, tươi đẹp, lắng đọng những tinh hoa văn hóa cộng đồng của cả vùng Đông Bắc. Sắc văn hóa riêng có, quý giá và đặc sắc.